Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, đoàn viên thanh niên không chỉ năng động, nhiệt tình và có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động tập thể, em Nguyễn Phương Linh, bí thư chi đoàn 11B1, trường Trung học phổ thông huyện Mường Ảng còn nỗ lực và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Với những thành tích đó, em được tỉnh đoàn tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Giải thưởng Kim Đồng là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho cán bộ chỉ huy đội xuất sắc trên toàn quốc. Trong năm học 2021-2022, tỉnh Điện Biên có 2 chỉ huy đội xuất sắc nhận được giải thưởng Kim Đồng, trong đó có em Nguyễn Phương Linh, khi đó đang học lớp 9. Đây chính là sự ghi nhận và là động lực rất lớn để Linh tiếp tục và tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp, cũng như tập trung học tập để đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa. Để mà đạt được cái giải Kim Đồng toàn quốc đó thì em cũng phải nỗ lực rất là nhiều. Kể từ năm bắt đầu, từ khi em đi học lớp 1 cho đến lớp 9 là đều 9 năm học đều đạt học sinh giỏi. Và tất cả các điểm thì đều đạt điểm giỏi là từ tầm 8-9 điểm trở lên. Vâng, và ngoài những cái thành tích học tập ra thì em còn tham gia khá là nhiều các cái hoạt động để mà trau dồi thêm những cái kỹ năng mềm cho bản thân và tham gia hội khỏe phù động môn cờ vua từ năm lớp 3 và thi vẽ tranh đạt giải cả cấp trường và cấp huyện. Trong 10 năm học qua, em Linh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, nổi trội nhất là môn sinh học. Để đạt được thành tích học tập đó, em Linh đã luôn nỗ lực rất nhiều, tìm cho mình phương pháp học tập hiệu quả nhất để học đều và chắc kiến thức ở từng môn học. Em cũng học khá là tốt và ổn môn sinh học. Thì để mà em học tốt cái môn đó thì đầu tiên là em cần phải có những cái đam mê nhất định vào cái môn đó và em tin tưởng vào bản thân mình là mình sẽ làm được. Và em cũng luôn luôn tìm kiếm những cái phương pháp, giải pháp để sáng tạo, mới mẻ để học tập môn sinh học để nó thêm phần thú vị hơn. Và những cái mà em chưa biết, chưa rõ thì em sẽ luôn luôn là đi tìm tòi, tìm hiểu ở trên mạng internet hay là hỏi các thầy cô giáo hay là các anh chị khóa trên để học tập môn đó được tốt hơn. Ước mơ của em là sẽ trở thành một sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội hoặc là Thái Bình. Để em trở thành một bác sĩ chuyên ngành răng hàm mặt, em luôn luôn nỗ lực cố gắng để theo đuổi ước mơ này. Được sự tín nhiệm của đoàn trường trong những năm học trung học phổ thông, Linh đảm nhiệm chức vụ bí thư chi đoàn, ủy viên ban thường vụ đoàn trường. Ở cương vị này, em Nguyễn Phương Linh luôn nhiệt tình trách nhiệm với các hoạt động của lớp, chi đoàn. Đặc biệt trong các đợt thi đua của năm học, khi ban chấp hành đoàn trường phát động các phong trào, Linh đã cùng với tập thể lớp triển khai nhiều việc làm, hoạt động ý nghĩa và sáng tạo. Từ đó, Linh đã phát động và khơi dậy lòng nhiệt tình sáng tạo của các bạn trong tập thể chi đoàn tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa do nhà trường, các cấp, các ngành phát động. Học sinh Nguyễn Phương Linh là một học sinh rất tiêu biểu mà là một tấm gương sáng để cho các bạn đoàn viên trong nhà trường có thể noi theo, rất tích cực trong các cái hoạt động công tác đoàn này cũng như các cái việc học. Ví dụ như đối với việc học của em ấy, em rất tìm tòi công việc và cái bộ môn sinh của em mà em cũng rất là tốt ở trong cái bộ môn sinh đấy và em đã đạt giải nhì cấp tỉnh của năm học vừa rồi. Còn trong công tác đoàn thì em tham gia rất nhiệt tình và rất chịu khó và có những cái thành tích rất đáng nể. Em tham gia về các hoạt động đoàn là nhiệt tình và có trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi các nhiệm vụ được giao. Với sự nỗ lực và trách nhiệm đó, trong năm học qua, em Linh đã đạt được giải nhì môn sinh học trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đạt giải khuyến khích cuộc thi viết Bác Hồ với thanh thiếu nhi năm 2023 và được tỉnh đoàn, huyện đoàn tặng nhiều giấy khen. Rất tự hào với những thành tích đã đạt được, nhưng em Nguyễn Phương Linh luôn khiêm tốn, không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức cũng như nghiệp vụ công tác đoàn. Xứng đáng là tấm gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác để các đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện cũng như trong trường học tập và làm theo. Mặc dù ai cũng nhận thức được hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của những người xung quanh, nhưng thực tế tình trạng hút thuốc lá vẫn đang có chiều hướng gia tăng, nhất là ở giới trẻ. Trong đó nhiều em là học sinh, đoàn viên thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường.
bởi ở độ tuổi này, nhiều em vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá, hoặc biết nhưng chưa đủ bản lĩnh để nói không với thuốc lá. Trước thực trạng đó, trường Trung học phổ thông huyện Mường Trà đã triển khai nhiều cách làm cụ thể để hạn chế tối đa việc học sinh trong trường hút thuốc lá. Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá, hàng năm trường Trung học phổ thông huyện Mường Trà đã tổ chức cho học sinh các khối lớp ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật, trong đó có luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Ngoài lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong những bài giảng trên lớp, nhà trường còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá trong các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và yêu cầu giáo viên, học sinh không được hút thuốc lá trong trường học. Hệ thống bảng biển cảnh báo về thuốc lá thì nhà trường cũng bố trí đầy đủ ở các vị trí để quan sát. Đầu tháng 10 là nhà trường cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ giáo viên và các em học sinh toàn trường. Kèm với đó nữa là nhà trường cũng giao cho đoàn thanh niên là thành lập đội xung kích thường xuyên kiểm tra các hoạt động sử dụng thuốc lá trong nhà trường. Thì qua theo dõi và giám sát thì cán bộ giáo viên thì không sử dụng rồi và các em học sinh cũng đa số là học sinh là không hút thuốc lá trong trường. Với quan điểm trường học là nơi không được hút thuốc lá nên mỗi khu vực trong khuôn viên, hành lang, dãy lớp học đều được giao cho các lớp phụ trách và chịu trách nhiệm giám sát. Nếu phát hiện học sinh, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá sẽ thông báo với đoàn trường để có hướng xử lý phù hợp. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức của học sinh trong việc không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Hút thuốc lá là không tốt cho sức khỏe và gây đến ung thư phổi và cũng không tốt cho những người xung quanh ạ. Chính vì vậy em không hút thuốc. Lớp em cũng có bạn hút thuốc lá và có bạn không. Em sẽ nhắc nhở các bạn hút thuốc lá là không hút ở nơi công cộng, nơi đông người. Thuốc lá nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Em sẽ tránh xa những bạn mà hút thuốc lá. Bởi vì khi mà mình hít vào thì em cũng sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Qua phân tích của các chuyên gia cho thấy, khói thuốc lá chứa trên 4.000 hóa chất, trong đó có 43 hóa chất là nguyên nhân gây ung thư. Ngoài ra, trong khói thuốc lá còn có nhiều chất kích thích khối u, kích thích gây viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Chính vì thế, hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều người. Cứ hút mỗi điếu thuốc là tự mình làm mất đi 5,5 giây cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5 đến 8 năm. Hút thuốc lá sẽ gây ra nhiều bệnh và làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30 đến 80%. Để hạn chế tối đa việc học sinh hút thuốc lá trong học đường và nâng cao nhận thức cho học sinh, đoàn viên thanh niên về tác hại của thuốc lá, thì ngoài sự vào cuộc quyết liệt của nhà trường thì cần có sự quan tâm quản lý của các bậc phụ huynh đối với con em mình. Dám nghĩ, dám làm, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh ta đã mạnh dạn triển khai các mô hình phát triển kinh tế, được coi còn khá mới trên địa bàn. Nhiều đoàn viên thanh niên đã trải qua khó khăn và cả thất bại. Những bài học đó đã giúp cho họ trưởng thành hơn và bước đầu đã mang lại thành công nhất định. Phóng sự sau ghi nhận nội dung này. Vài năm về trước, vườn rau Tây đã được gia đình anh Hoàng Văn Gián, bản Bua đưa vào trồng đầu tiên ở xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là cây trồng mới trên địa bàn xã cũng như thành phố. Kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc vì thế chưa có, nên anh Gián đã bị thất bại khi rau Tây chết hàng loạt. Không nản lòng, anh Gián vừa trồng vừa tích cực nghiên cứu học hỏi kỹ thuật trên các trang mạng và rút ra kinh nghiệm để chăm sóc rau Tây cho phù hợp. Nhờ đó, vườn rau Tây của gia đình anh hiện đã cho thu nhập ổn định. Để trồng rau Tây hiệu quả, anh Gián đã đầu tư bạt phủ hệ thống đường ống tưới tự động. Mặc dù đầu tư tốn kém và khá dày công chăm sóc, nhưng theo tính toán, trồng rau Tây ở đất Mường Phăng có lợi nhuận kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa. Với vườn rau Tây gần 1 hecta, gia đình anh Gián đã thu được hơn 400 triệu đồng mỗi năm. Trừ mọi chi phí, anh cũng có lợi nhuận khoảng hơn 200 triệu đồng. Cái rau Tây thì cũng không phải là khó trồng, thế nhưng mà lại bắt buộc kỹ thuật chăm sóc thôi. Mình phải chăm sóc tỉ mỉ thôi. Còn đúng vụ, đúng hợp thời tiết mà
thời tiết ủng hộ thì phát triển tốt ở đất Mường Phăng này đi. Vườn dâu tây Mường Phăng thì hồi em có đầu tư những cái hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới pép văng có thể rửa xương, nhỏ giọt thì mình có thể tưới chủ động về chăm sóc về phân bón. Trồng dâu tây thì tất nhiên là để so hiệu quả kinh tế thì nó sẽ hơn hẳn những cái cây trồng khác. Thế nhưng mà nó lại khó ở cái chỗ là nó phải phù hợp với thời tiết ạ. Từ hết cả giống, tất tần mọi thứ, nó sẽ rơi vào khoảng hơn 200 triệu. Lãi đối với vườn dâu tây Mường Phăng nó sẽ rơi vào khoảng hơn 200 đến 300. Không chỉ đầu tư trồng dâu tây, gia đình anh Gián còn mạnh dạn trồng thử nghiệm giống ngô lai 10. Sau khi ký hợp đồng với một công ty thu mua ngô giống tại tỉnh Sơn La, anh Gián đã trồng hơn 6.000 mét vuông ngô theo đúng kỹ thuật và cách chăm sóc của công ty. Sau đó, công ty sẽ thu mua toàn bộ số ngô của gia đình để làm giống. Hiện tại tôi đang làm cái chương trình ngô giống trong một đơn vị dưới Sơn La. Thì nó là giống ngô lai 10. Thì, cái giống ngô này thì nó rất là dễ trồng thôi. Cho năng suất nó cũng cao. Và nó lợi thế là đất mà nó có thể gối vụ được, mà sau trồng những cái cây khác rồi mình vẫn có thể trồng được. Trồng cái ngô giống này thì đơn vị thu mua nó sẽ trực tiếp thu mua luôn, mình sẽ không phải lo đầu ra nữa. Nếu sau này cái vụ này mà mình mà thành công thì mình sẽ hướng là cho mấy cái hộ xung quanh trồng và làm theo cho cái đơn vị này tiếp theo. Cũng dám nghĩ, dám làm và quyết tâm làm giàu, gia đình anh Lường Văn Thành, bản Phăng 2, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ là hộ tiên phong trong sản xuất nông nghiệp của xã. Sau khi đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình tại tỉnh Sơn La, anh Thành đã đầu tư trồng nho hạ đen với mong muốn mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập ổn định cho gia đình. Đây là giống nho khó tính, sâu bệnh nhiều nên kỹ thuật chăm sóc đòi hỏi phải cẩn thận và rất tỉ mỉ. Hiện tại của mô hình của mình thì nó đang được 520 gốc. Đang đầu tiên là làm như thế đã, xong nếu mà thành công thì sau này sẽ mở rộng thêm. Còn nếu mà so về kỹ thuật thì cây này thì cũng thuộc dạng cũng khó tính ấy. Bởi vì là nó rất hay bị bệnh, nhất là thời tiết mưa như này rất hay bị bệnh. Giá thị trường của cái nho này thì nó sẽ rơi vào tầm từ 100 cho đến 160-140 đổ lại như thế. Mong cái các cấp chính quyền của xã này, xong của thành phố sẽ tạo điều kiện giúp đỡ người chủ vườn như chúng tôi chẳng hạn, cho nó dễ để thâm nhập thị trường nhiều hơn. Dễ nuôi, dễ chăm sóc, chi phí chăn nuôi thấp, thu hồi vốn nhanh và lợi ích kinh tế lâu dài là những ưu điểm mà vợ chồng anh Hoàng Văn Tài ở bản Pú Tử, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên khẳng định sau 3 năm nuôi hươu sao lấy nhung. Nhận thấy nhu cầu sử dụng nhung hươu trên thị trường nhiều mà người nuôi lại rất ít, nên anh Tài đã thuyết phục gia đình cho vay vốn gần 1 tỷ đồng, cải tạo 300 mét vuông đất vườn để xây dựng chuồng trại và mua 30 con hươu giống về nuôi. Nuôi châu bò, với lợn gà hay là dê thì ở trên Điện Biên mình nuôi nhiều rồi. Thì bên cạnh đấy, trong những năm gần đây thì dịch bệnh xảy ra rất nhiều, giá của nông sản hay là vật nuôi nó đều bị mất giá, trượt giá nhiều. Thì bên cạnh đấy mình cũng có dự định để chăn nuôi ấy. Thì mình cũng có đi tìm hiểu từ những người thân, người quen, rồi trên mạng, các trang mạng xã hội. Mình thấy con hươu này là một trong số những con giống có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau 3 năm thực hiện mô hình, đến nay đàn hươu sao của vợ chồng anh Tài phát triển lên gần 50 con. Không chỉ bán nhung hươu và hươu giống tại nhà, gia đình anh còn thường xuyên quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội, nên có lượng khách hàng khá đông ở cả trong và ngoài tỉnh. Với giá bán nhung hươu dạng thô từ 16 đến 17 triệu đồng trên 1 kg, hươu giống hơn 30 triệu đồng trên 1 cặp, đã giúp cho gia đình có nguồn thu nhập trung bình hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Nhà mình nuôi từ năm 20 đến thời điểm hiện tại năm 23, thì gia súc gia cầm có mấy trận dịch nhưng mà con hươu nhà mình chưa bị ảnh hưởng gì. Hiệu quả kinh tế cao, mà thêm nữa là cái dịch bệnh thì gần như không có. Tôi thấy đây là một cái mô hình rất điển hình. Ở chỗ anh Tài và chị Hoa là hai vợ chồng đang rất trẻ mà rất năng động, đã xây dựng được cái mô hình nuôi hươu và bán
hàng online qua mạng. Sắp tới đây là chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền bà con đến tham quan để họ hỏi nhân rộng cái mô hình này, để quảng bá cái sản phẩm của hội viên nông dân làm ra. Khác với du lịch cộng đồng hiện có thì du lịch nghỉ dưỡng xanh, du lịch trải nghiệm còn khá mới lạ ở tỉnh Điện Biên. Nắm bắt được nhu cầu đó, Ecolec Kê Ninh tại bản Kê Ninh, xã Thành Minh, thành phố Điện Biên Phủ ra đời. Sở hữu vị thế cao, nằm tách biệt với khu dân cư thành thị và được bao bọc bởi những tán cây rừng xanh tươi. Điều này đã giúp cho du khách khi đến Ecolec Kê Ninh có cơ hội tận hưởng một kỳ nghỉ và vẻ đẹp của thiên nhiên tươi đẹp. Mình biết đến Kê Ninh này thì cũng từ bạn bè giới thiệu. Thì đến đây thì, lúc đầu đến đây thì mình cũng cảm thấy là view ở đây rất là đẹp. Thì cho các bạn trẻ có thể là đến làm việc cũng được, và đến chơi thì chụp ảnh các thứ thì rất là đẹp. Mình thấy thì đến đây thì cũng là điểm đến cuối tuần của các gia đình hoặc các bạn trẻ đến đây thì cũng đến để vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh thì cũng rất là thú vị. Ngày cuối tuần thì gia đình chúng tôi có lên Ecolec Kê Ninh để tham quan và vui chơi ạ. Thì đây là một địa điểm rất là có view rất là đẹp, đồ uống thì rất là ngon. Tôi nghĩ là đây là một địa điểm rất là thú vị dành cho mọi người để đến tham quan và trải nghiệm. Mình cảm thấy là ở trên này thì rất là đẹp, đặc biệt là vào buổi chiều chụp ảnh được rất nhiều kiểu ảnh đẹp và có thể ngắm được toàn cảnh thành phố. Sử dụng nhiều loại vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, tranh, tre, Ecolec Kê Ninh mang đến trải nghiệm gần gũi, bình dị nhưng cũng không mất đi vẻ hiện đại. Với chuỗi dịch vụ cà phê, nướng, lẩu, homestay cao cấp, lều Mông Cổ, Ecolec Kê Ninh đang mang đến những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng bản địa Điện Biên nói riêng và khách ngoại tỉnh du lịch nói chung. Quy mô của nhà hàng thì nhà hàng hiện đang có 6 phòng lưu trú, có thể ở được đón được đoàn khoảng 30 người. Và có một nhà hàng ẩm thực thì có thể đón được 300 khách. Khu vực cà phê thì có thể phục vụ cùng một lúc là tầm 100 đến 120 khách. Cũng với mong muốn là thêm một cái sản phẩm du lịch chất lượng cho địa phương để khách du lịch gần xa và cũng có thể là khách du lịch trong tỉnh mình có thêm một cái điểm chơi, điểm hẹn mới. Nhờ sự quảng bá của cộng đồng trên mạng là những người dân địa phương hoặc là giới thiệu nhau qua những cái giới thiệu rất đơn giản là truyền miệng. Cái thứ hai là trên không gian mạng để tiếp cận với nhiều đối tượng, nhiều khách hàng, thường xuyên là cập nhật các hình ảnh từ quá trình làm việc này, rồi những cái cảnh quan, những chất lượng dịch vụ lên trang mạng, trên fanpage và trên các nền tảng xã hội khác như TikTok để quảng bá đến khách du lịch. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã có được sự biết đến của một lượng khách nhỏ từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như dưới Hà Nội và các tỉnh dưới xuôi. Để thiết kế được kiến trúc cũng như không gian này, anh Nguyễn Công Diện đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm dám nghĩ dám làm, anh Diện đang dần từng bước hoàn thiện khu nghỉ dưỡng và triển khai nhiều kế hoạch dài hơi trong tương lai. Cơ sở hạ tầng này, rồi thì điện, nước, mọi thứ mình đều phải xây dựng từ đầu, xây dựng mới. Thế nên là cũng có nhiều khó khăn, rồi quá trình xây dựng thì do cái địa thế vượt qua hết những cái khó khăn đấy, chúng tôi cũng cố gắng để làm có một khu trải nghiệm mới và chúng tôi cố gắng xây dựng một cái khu sinh thái mang đúng chất sinh thái, tất cả là tự nhiên và mọi thứ là khép kín. Từ rau chúng tôi đã cố gắng trồng rồi, chúng tôi cố gắng nuôi các con vật để phục vụ cho nhà hàng, làm sao khép kín mô hình để khách lên đây có một cái trải nghiệm nó trọn vẹn đầy đủ nhất. Bằng sự năng động, sáng tạo và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trải qua nhiều khó khăn thất bại, những thanh niên trên đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.